Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Chuyến đi lần này từ Hồ Chí Minh đến Cà Mau, và từ Cà Mau được anh gia chủ chở xe riêng đến Rạch Giá thăm cô gia chủ cũ. Anh chị gia chủ ở Cà Mau là những người hết lòng vì gia đình, hết lòng vì con cái, làm việc không ngơi nghỉ, làm việc đầu tắt mặt tối. Bằng sự nỗ lực vươn lên của cuộc sống, bằng tấm lòng chân thiện, dễ gặp được quý nhân. Sân bay Cà Mau khá khiêm tốn, Khải Toàn xuất hành lúc 12 giờ và đến sân bay tầm 14 giờ. Được anh gia chủ đón tận sân bay và đưa về nhà. Nhà anh chị tọa lạc tại Hùng Vương, phường 7, thành phố Cà Mau. Người dân Cà Mau hay người miền Tây là những người chân thật chất phác, là những người dễ gần. Chính vì tấm lòng chân thiện và sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, anh chị tuy buôn bán nhỏ đã tích góp cho mình chút tài sản để lại cho con cái. Anh gia chủ sinh năm 66, sinh vào tháng Tuất. Những người có mật mã chữ Tuất là những người nhìn đâu cũng thấy cơ hội và những người rất kiên trì trong cuộc sống. Dù lúc kinh tế khó khăn hay kinh tế đã ổn định, anh chị vẫn làm việc không ngơi nghỉ. Dù chỉ là nghỉ một buổi cũng không dám bỏ, thậm chí không dám sắm cái quần cái áo đẹp. Sau một cơn bạo bệnh, anh chị đã ngộ ra tiền bạc không mua được thời gian, thế là thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ngay trong đêm, anh gia chủ đã chở Khải Toàn từ Cà Mau đến Rạch Giá để thăm một cô gia chủ. Cô gia chủ ở Rạch Giá là người có tấm lòng thiện nguyện. Đây là quang cảnh trên đường đi về nhà cô gia chủ. Đi ngang khu đô thị Phú Cường. Trong phong thủy có khái niệm, khu nào có nhiều người giàu sống là khu đáng sống. Vì môi trường, quang cảnh là yếu tố đầu tiên để các vị chọn lựa. Cách cục hình dáng ngôi nhà là yếu tố thứ hai. Cô gia chủ có xưởng cá khô, là người sinh năm 82, sinh vào mùa xuân, là người kỵ mộc, khuyết kim. Bản thân cô là người có tín tâm về tôn giáo và tâm thức, có niềm tin về phong thủy. Nhưng bản thân cô cũng hiểu rằng tất cả từ nhân quả, phong thủy trợ duyên thêm không phải thay đổi hoàn toàn. Cô là người có lòng giúp người lẫn lòng hào hiệp. Vì hào hiệp quá đôi khi dễ giúp sai người. Trong hình Khải Toàn đang hướng dẫn, giày dép nếu đặt ở cửa khí, những đôi giày không thường xuyên dùng không nên để lộ ra. Vì giày dép là những vật ô uế dễ lan tỏa khí khắp ngôi nhà. Nên làm giày dép sạch sẽ và cho vào trong học tủ. Cô đã mở lòng cho Khải Toàn trợ duyên phong thủy vài năm qua. Chuyến đi này mục đích là thăm trò chuyện với cô và xem lại phong thủy theo năm 2022. Những lúc Khải Toàn xin quyên góp thiện nguyện, cô luôn mở lòng góp ít công đức. Cô là người vừa mở lòng bố thí tài phú, vừa bố thí vô ý, bố thí lòng nhân từ. Nhưng khi giúp không đúng người hoặc không đúng thời điểm, tự mang phiền não vào lòng. Cô kể rằng có một cậu nhân viên là con cháu trong nhà vay mượn tiền để mua một chiếc xe đắt tiền. Thế là cô không ngần ngại cho vay một số tiền lớn để mua chiếc xe. Sau khi có xe, cậu ta lơ là trong công việc và cả tỏ thái độ bất kính với những người nhân viên làm cùng. Sau vài lần cho cơ hội,
nhưng cậu ta vẫn không thay đổi, thế là cô đành cho nghỉ việc. Trong trường hợp bạn giúp ai, khi họ không đáp lại lời giúp ấy, họ không biết ơn, họ làm bạn thất vọng, đơn giản chỉ là họ không đủ phước. Người mà nhận lòng tốt từ người khác, bản thân họ cũng phải có phước. Thế phước báo từ đâu ra, họa phúc từ đâu mà sinh? Từ cá nhân đời trước, từ những việc tạo tác ở đời này. Tất cả đều từ nhân quả. Chính vì cô biết bố thí lòng nhân từ, biết bố thí tài phú, công việc của cô ngày càng phát triển. Những đơn hàng của cô đa phần xuất đi nước ngoài. Nhưng đối với cô, chưa bao giờ đặt nặng chuyện tiền bạc, nên bản thân cô rất tự tại. Sau buổi sáng trò chuyện, cô đã đặt vé xe và chở Khải Toàn đến tận bến xe. Không chỉ những chuyến đi xa, mỗi khi gặp ai đó đều có giá trị quý giá với Khải Toàn. Tất cả những người mở lòng cho Khải Toàn trợ duyên đều là phước của Khải Toàn. Nếu cuộc đời là đại mộng, mỗi đêm là tiểu mộng, thì chúng ta nên trân quý những gì đang hiện hữu. Những người thân bên cạnh, những thứ đang hiện hữu, chứ không phải những thứ ở tương lai. Người biết trân trọng thời khắc hiện tại là người an lạc, là người tùy thuận hay tùy duyên theo hoàn cảnh. Để có được ý niệm ấy, bản thân Khải Toàn đã trì kinh, đã nghe pháp thoại và tự nỗ lực tinh tấn thiền định để tự khai ngộ, và không thể nào thiếu những bậc thiện tri thức. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.